Xin chào mọi người! Như đã hứa ở video lần trước, lần này Hay Đẹp Tộc sẽ mang đến cho mọi người video phần kết của lễ hội thể thao trong tác phẩm Chào mừng đến với lớp học đề cao thực lực. Không lòng vòng để mọi người phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta đi thôi nào! Trong tập trước, mình đã thông tin đầy đủ cho các bạn về luật chơi cũng như điểm qua sự kiện mở đầu của lễ hội thể thao. Ở phần kết video, chúng ta đang nói đến phần thi của Horikita với Kinoshita và tai nạn đáng tiếc của họ, khiến Horikita bị chấn thương và Kinoshita phải bỏ thi đấu. Hẳn các bạn phải đoán ra rồi, điều này 96,69% là do Ryuen sắp đặt. Hội thao sau việc đó vẫn diễn ra hết sức bình thường. Tiếp theo là cuộc đua ba chân, và nó diễn ra khá suôn sẻ. Cả hai cặp đôi Sudo Ike và Ayanokoji Hirata đều xếp thứ nhất. Men cũng chạy mà đám con gái họ mỗi tên Hirata. Nghĩ nó buồn, đội của Horikita với Kushida thì không mấy khả quan vì chấn thương của Horikita. Phía con gái thì những học sinh giỏi thể thao rất hiếm, Horikita là một trong số đó nhưng lại dính chấn thương. Việc mất đi Horikita rõ ràng đã khiến lớp D lâm vào tình thế khó khăn. Mọi tính toán ban đầu đều chệch hướng. Trò chơi đội nhóm tiếp theo đó là trận chiến kỵ binh. Ở vòng thi này thì nam nữ đều giống nhau. Điểm được phân chia dựa vào số lượng kỵ binh của đối phương bị đánh bại và số lượng đồng minh còn lại sau 3 phút. 4 kỵ binh tạo thành một đội, từ mỗi lớp thì 4 người sẽ được chọn để làm thành một trận đấu 8 chọi 8. Mỗi kỵ binh có 50 điểm và một kỵ binh tướng quân trị giá 100 điểm. Không cần hạ trực tiếp mà chỉ cần cướp được băng treo chán là đã có thể loại đối phương khỏi vòng chiến. Và như một cục nam châm hút đối thủ, ngay khi trận chiến vừa bắt đầu thì tất cả thành viên lớp C đều tập trung tấn công con ngựa mà Suyune cưỡi. Rất nhanh chóng, Suyune đã bị nghiền nát và kéo theo đó là đội đỏ bị quét sạch trong khi đội trắng chỉ mất có 2 kỵ binh. Khổ thân chị nhà, bị ghim từ đầu đến cuối, không làm ăn gì được. Đánh rắn phải đánh dập đầu, mục tiêu công kích lần này của lớp C chính là Horikita. Ryuen đã muốn nghiền nát Horikita từ vụ rút đơn khiếu nại Sudo của lớp C và kỳ thi trên đảo hoang. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để thực hiện việc đó. Phế được Horikita là kế hoạch đã thành công bước đầu. Kỵ binh chiến của nam thì hoàn toàn ngược lại. Ryuen lâm vào tình cảnh 1 chọi 3, tưởng rằng kèo thơm cho đội đỏ rồi hen. Nhưng không, Ryuen đã buông lời khiêu khích và thách Sudo làm kèo 1-1. Với điều kiện, nếu thua thì sẽ làm mọi thứ, kể cả quỳ gối. Tính nóng như kem cộng thêm việc muốn trả đũa, Sudo đã một bực đòi khô máu với Ryuen. Hirata với Katsuragi vốn muốn chắc cú ở lượt đánh này, dàn trận chơi kiểu bánh mì kẹp thịt 3-1. Mà Sudo làm gắt quá nên đành chịu. Mặc dù Sudo đã rất cố gắng chống chọi, nhưng Hirata không tài nào giật được băng đeo của Ryuen do cái băng đã bị bôi trơn. Rốt cuộc, điều gì đến cũng đến, băng của Hirata đã bị Ryuen giật mất. Ryuen có màn xài thu 1-3 outplay thành công. Đội trắng chiến thắng, chứng cứ trên cái băng sau đó đã bị xóa. Qua các phần thi, có thể thấy rằng kế hoạch của Ryuen là tận dụng những kẽ hở trong quy định của hội thao để phạm luật và khiêu khích Sudo. Những hành vi đó vẫn được coi là trong vùng xám và được che đậy một cách khéo léo nên khó có thể kiến nghị lên ban giám hiệu. Một phong cách làm việc rất Ryuen, vô cùng danh ma, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Có một cuộc trao đổi ngắn với Kay, Kiyotaka xác nhận việc Suyune liên tục bị lớp C nhắm vào là do danh sách tham gia của lớp D đã bị dò dỉ. Bất ngờ hơn khi cậu bảo mình sẽ không làm gì để cứu vãn tình hình lớp D đang toang dần đều. Cha nội biết ngay từ đầu rồi mà không thèm ngăn cản luôn. Vũ dã man. Mưa dầm thấm lâu, Sudo bị chơi xấu nhiều đã tới giới hạn, 1-2 đòi sống mái với Ryuen. Hirata ngăn cậu ta, dẫn đến việc cả hai cãi nhau to. Cho nghỉ mẹ một đi. Sudo tặng Hirata một cú đấm rồi bỏ đi. Lớp đề đã toang lại càng nát hơn. Có mỗi một thằng gánh team thì giờ nó AFK rồi. Ryuen đã khai thác cái bản tính nóng nảy của Sudo và thành công trong việc chia rẽ các thành viên lớp đề. Horikita mất khả năng thi đấu, còn Sudo thì mất tinh thần chiến đấu. Lại thêm Koenji vắng mặt nữa thì lớp D cầm chắc vị trí cuối bảng. Gần đến trưa, Sudo vẫn bật vô âm tín. Ayanokoji gặp Horikita rồi bắt đầu trách móc. Đồ ăn hại! Cô nàng vô dụng, thất bại, đến chán thanh niên, không biết thương hòa tiết ngọc là gì cả. Sau khi bị sạc cho một trận, Horikita đã nghe lời Ayanokoji mà đi kiếm Sudo về. Mặc dù bây giờ Sudo có về thì cũng không thể cứu vãn được thành tích tệ hại của lớp D. Nhưng Ayanokoji vẫn bảo Horikita làm vậy. Khoảnh khắc cố gắng của họ giống như từ ấy trong tôi bừng nắng hạ vậy các bạn nhỉ. Nếu vượt qua được thử thách này thì lớp D nói chung và Horikita nói riêng sẽ có một sự phát triển vượt bậc. Đó là sự biến chuyển cần thiết để đối mặt với các kỳ thi sau này. Suyune đã không thể tham gia các phần thi đề xuất tiếp theo, nhưng trong cái rủi lại còn cái xui. Vừa ăn cướp vừa la làng, Kinoshita một bực nói rằng Suyune cố làm cô ấy bị ngã, Horikita là người bị hại. Nhưng mọi bằng chứng từ hình ảnh camera đến lời khai của Kinoshita đều chống lại cô. Cô hoàn toàn đuối lý,
Ryuen yêu cầu bồi thường 1 triệu điểm cá nhân cùng một cái khấu đầu, bằng không sẽ báo lên nhà trường. Horikita bị dồn vào chân tường, nhục nhã và bất lực. Một mực không nhận thì sẽ ảnh hưởng đến anh trai. Chấp nhận điều kiện nghĩa là gián tiếp nhận mình có lỗi mặc dù cô không hề làm. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Một lúc sau, Horikita gặp được Sudo. Cô nàng buồn bã kể chuyện của mình, cũng khuyên nhủ Sudo quay lại lễ hội. Ban đầu cậu chàng không hề muốn quay lại, sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Crush thì crush nhưng quạo chứ. Nó cứ đánh mình mà mình không được làm gì. Tức chứ, cay cú cực kỳ. Cùng lúc đó ở cuộc thi săn kho báu thì Ayanokuji sau một hồi vật lộn đã giành được vị trí thứ nhất từ dưới lên. Men cũng đăng ký tham gia cuộc thi chạy ba chân thay cho Sudo và bắt cặp với Kushida. Anh Men còn gây áp lực lên Kushida, bắt cô nàng phải thừa nhận mình là kẻ phản bội. Đã tiết lộ bảng kế hoạch tham gia của lớp D. Nguyên nhân tên phản bội làm vậy là vì muốn đuổi học Horikita. Sau khi bị lộ tẩy, Kushida giờ muốn đuổi nốt Ayanokuji. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Quay lại với đôi kia, sau gần một tiếng, Sudo giận dỗi thì đã quay trở lại. Thanh niên vừa về đã thổi một luồng sinh khí mới vào lớp D đang rệu rã. Họ sốc lại tinh thần, chuẩn bị bước vào phần thi cuối cùng, chính là chạy tiếp sức 1.200m, với niềm hy vọng có thể chiến thắng phần thi cuối cùng này. Trong vòng thi này, mỗi lớp có 3 nam và 3 nữ tham gia. Mỗi thành viên phải chạy 200m. Người thay thế cho Miyake và Horikita chính là Ayanokoji và Kushida. Cuộc đua bắt đầu. Sudo cùng với Hirata đã tạo ra một khoảng cách rất lớn với các thí sinh khác. Nhưng lợi thế đó không duy trì được lâu. Đến lượt Onodera và Maejono thì khoảng cách đã dần bị săn lấp và vượt mặt. Đến lượt chạy của Kushida thì lớp D đã ở vị trí thứ 7. Kế hoạch bứt phá để chiếm lợi thế của lớp D đã hoàn toàn phá sản. Có một điều khá đặc sắc trong vòng thi. Trong lúc những thí sinh chủ chốt khác lần lượt lao đi, để lại Ayanokoji và Horikita Manabu. Khi Manabu đang lấy đà thì Ayanokoji chặn anh ta lại. Vậy thì, liệu anh có hứng thú chứng kiến xem thực sự em là kiểu người nào không? Nếu anh muốn, em không ngần ngại đua với anh đâu. Nếu anh bỏ qua mọi khả năng giành vị trí thứ hai để đua với em, thì em sẽ nhận lời. Không phải ngày nào năm nhất với năm ba cũng thi thố bên cạnh nhau đâu. Đáp lại bằng một câu, thú vị lắm. Horikita Manabu chấp nhận lời khiêu khích của Ayanokoji. Ông anh được bạn trong lớp truyền cho tín gậy mà vẫn đứng im tại chỗ. Mọi ánh mắt đều đổ về hai người. Tín gậy được truyền đến tay Ayanokoji cũng là lúc cuộc đua giữa hai người bắt đầu. Bọn họ với tốc độ như xé toang cơn gió, săn bằng khoảng cách với những người phía trước dưới con mắt ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Trứng của các chị em phải nói là rụng hàng rồ. Đáng tiếc một điều là trong khúc cua cuối cùng, người chạy trước Ayanokoji đã vấp ngã khiến cậu bị trễ mất một nhịp. Ai cũng đã phải công nhận, không có tình huống đó thì chẳng biết kết quả sẽ ra sao. Một phút bùng cháy sau khi le lói cả trăm năm giúp anh Ben thu hút sự chú ý của cả trường. Bạn bè cũng đã có một cái nhìn khác về cậu. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao một người luôn che giấu thực lực như Ayanokoji lại bỗng nhiên nghiêm túc? Dù ít dù nhiều, màn chạy đua với hội trưởng sẽ đem lại cho cậu những phiền phức không đáng có. Anh Men đã nói rằng, mình chưa từng chạy một cách nghiêm túc từ trước đến giờ, mà chỉ chạy một cách thờ ơ khi còn ở White Room. Có lẽ cậu ta thật sự chỉ muốn so tài với hội trưởng Manabu thì sao? Hội thao kết thúc, kết quả chung cuộc đội đỏ, D và A thắng. Kết quả của năm nhất thì hạng 1 là lớp B, hạng 2, lớp C, hạng 3, lớp A và hạng 4, lớp D. Kết quả đó là tất yếu vì hai lớp có hai người vắng mặt là Koenji và Sakayanagi. MVP của giải đấu là Shibata của lớp B. Sudo những tưởng từ giày về sau phải gọi Crush bằng họ. Nhưng Horikita đã công nhận những nỗ lực của cậu và cho phép cậu gọi cô bằng tên. Cô nói đó là hình phạt mà cô phải chịu do không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Thanh niên vô cùng mừng rỡ như chết đuối mà vớ được phao vậy. Sau khi hội thao kết thúc, Horikita đến gặp Ryuen và Kushida để thực hiện yêu cầu bồi thường 1 triệu điểm cá nhân cùng với một cái khấu đầu như đã hẹn. Kushida lúc này đã lộ rõ bản chất và thừa nhận rằng mình đã cấu kết với Ryuen nhằm gây khó dễ cho Horikita. Ryuen đắc ý kể lại kế hoạch rõ ràng đến từng chi tiết. Từ xét danh sách tham gia đến ngụy tạo chấn thương của Kinoshita. Tức giận và ấm ức vô cùng, nhưng Horikita không có cách nào ngoài buông xuôi chấp nhận thực tế. Nhưng ngay lúc này, một tin nhắn đặc danh được gửi đến là mọi toan tính của Ryuen và Kushida bị đổ bể. Đó là đoạn ghi âm việc lớp C bày mưu gài bẫy Horikita. Trước tình huống đầy bất ngờ đó, Kushida đã hoang mang tột độ. Còn Ryuen thì cười ngặt nghẽo, thán phục tài năng của kẻ đã phá nát kế hoạch của mình. Đương nhiên là việc đó đã cứu Horikita một bàn thua trông thấy. Không biết có phải là trùng hợp hay không mà thời điểm gửi đoạn ghi âm nó khít dã man đấy các bạn ạ. Horikita đã gần quỳ xuống đến nơi rồi. Tất cả những hành động này đều là của anh men nhà ta, Ayanokoji.
Cậu đã tính được ngay từ đầu việc Kushida bán bí mật quân sự của lớp D. Đối phó với việc đó, anh Men cài luôn gián điệp trong lớp C để có thể thu được bằng chứng. Anh Men quả thực không làm con dân thất vọng. Mấy thằng danh con tính sao bằng anh tính? Đúng là outing. Khép lại hội thao, mặc dù xếp cuối trong khối, nhưng lớp D đã thu về được rất nhiều thứ. Trong đó phải kể đến Sudo đã dẹp bỏ cái tôi cá nhân để nỗ lực vì tập thể. Horikita sau khi nếm mùi thất bại đã nhận ra sự lệch lạc trong quan điểm, sự nhỏ bé của bản thân và biết khẩn cầu sự giúp đỡ của những người bạn mà cô từng cho là kém cỏi. Sau cơn mưa trời lại sáng, có thể nói đây là khởi nguyên cho thời đại mới đối với lớp D. Video về hội thao kịch tính kèm một rổ drama đến đây là kết thúc. Hãy nhớ like và subscribe Hai Đại Tộc để theo dõi các video tiếp theo về tác phẩm chào mừng đến với lớp học đề cao thực lực nha. Tạm biệt mọi người. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hai Đại Tộc Anime. Tình hình là rất tình hình và vô cùng khẩn cấp, anh em chú ý lắng nghe nhé. Hiện nay để chuẩn bị cho một năm 2022 để thành công và rực rỡ, Hai Đại Tộc Team tiếp tục tuyển thêm thành viên có kiến thức về các bộ Arifureta và sự trỗi dậy của anh hùng khiên. Anh em nào có thời gian và nhã hứng thì mạnh dạn inbox fanpage hoặc Facebook cá nhân tôi để dưới phần mô tả, hoặc liên hệ qua email rikasan47a@gmail.com để ứng tuyển nha. Cảm ơn anh em đã lắng nghe và rất mong nhận được thật nhiều nhân tài để tiếp tục sản xuất những video chất lượng phục vụ cho anh em.